Suy niệm Chủ nhật thứ 30 mùa thường niên 5C Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa Thật đáng thương giê Nazareth Quả là một tôn sư không chỉ to gan mà còn quá bạo phổi pha một nhóm người được xem là đạo hạnh Đáng trọng kính theo cái nhìn của người đương thời Thế mà bị đem ra để đối trọng với thế bại trận trước phường thu thuế đáng khinh, đáng phỉ nhổ. dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm siêu và người kia thì làm nghề thu thuế, mà Chúa Giêsu kể, chắc hẳn khiến nhiều người lúc bấy giờ tức anh ách. Người ta thường khuyên nhau rằng, viết thì phải lách, dạy thì phải dỗ, nghĩa là nhẹ nhàng từ tốn thì sẽ đạt hiệu quả, còn cứ nói cứ viết trực diện theo kiểu thẳng tàu rụt ngựa thì khó mà đạt kết quả như ý, mà nhiều khi còn chút lấy thất bại. Thế nhưng tư tưởng của Thiên Chúa thì vượt quá tư tưởng nhân loại chúng ta. Đường lối của người cũng hoàn toàn khác xa đường lối của chúng ta. Bỏ trời cao xuống thế gian này để làm chứng cho sự thật. Chúa Kitô không ngại ngần tỏ bày những chân lý thoạt nghe qua rất đổi chói tai. Một chân lý được tỏ bày khi mà người nói đã sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả xấu xa hay tồi tệ sẽ đến cho mình thì chân lý ấy quả là quan trọng và cần thiết biết bao cho người nghe và cái chân lý của câu chuyện dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện đã được thánh sử Luca nói rõ khi ấy Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê kẻ khác. Luca chương 18 câu 9 Và số người này sẽ không được nên công chính. Luca chương 18 câu 14 Xin cùng xét xem đôi nét đáng thương của người biệt phái trong câu chuyện dụ ngôn. Trước hết chúng ta cần khẳng định rằng công trạng hay có thể nói là đức độ của vị biệt phái quả là đáng khâm phục vì vượt xa đức độ cũng như công trạng của nhiều người giữ mình khỏi những hành vi xấu xa như trộm cắp ngoại tình và những việc bất chính cũng đã là một nỗ lực rất đáng khen vị biệt phái này còn ăn chay mỗi tuần hai lần trong khi luật do thái chỉ buộc ăn chay một ngày trong năm đó là ngày lễ chuộc tội vị này cũng đã dâng một phần mười tất cả các khoản thu nhập để tỏ lòng kính sợ chúa tạ ơn chúa Daniel chương 14 câu 22-23 Để nuôi hàng tư tế, các thầy Lê Vi, những người ngoại kiều, cô nhi quả phụ Daniel chương 14 câu 28-29 26-10-11 Và việc thưa trình với Thiên Chúa những gì mình đã làm cũng là chính đáng và hợp luật Daniel chương 26 câu 12-15 dù không quá đáng ghét, nhưng vị biệt phái đạo đức này vẫn là kẻ đáng thương như Thánh sử Luca nói từ đầu câu chuyện dụ ngôn. Kẻ đáng thương với thế gian đứng thẳng của vị biệt phái mà câu chuyện vũ ngôn kể nói lên sự lầm tưởng của ông ta. Khi vị biệt phái tự hào cho mình là người công chính thì ông lầm tưởng rằng những gì ông đạt được là do bởi công sức và đức độ của mình. Phận bình sành lõ đất mà dám lên mặt với người thở gốm sao? vị pharisee này đứng thẳng mà không nhìn lên thiên chúa đắng đã dựng nên ông ta từ cõi hư vô ông lại còn nhìn ngang nhìn ngửa nhìn trước nhìn sau để chứng tỏ công trạng của mình ông đã dùng người anh em thu thuế đứng đằng sau làm tấm bình phong để tự tôn mình lên biết bao lần chúng ta đã đặt mình vào tình trạng kẻ đáng thương hay đồ đáng thương vì lầm tưởng về các khả năng hay công trạng mình đang có vì cái lầm này khiến chúng ta quên đi chân lý nền tảng đó là ngay sự hiện hữu của chúng ta ở đời này là do lãnh nhận. Quả thật, chẳng có một ai trong nhân loại đã bỏ ra chút công sức hay của cải, tiền của để được làm người, để được chào đời. Nếu ý thức và chân nhận sự sống, sự hiện hữu của mình là do lãnh nhận, thì chúng ta sẽ chẳng có lý do gì để tự cao, tự đại về những thành quả hay thành công đạt được cách này hay cách khác, mặt này, mặt kia. Thánh Phaolô khẳng định, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 4 câu 7 Nếu Chúa không nâng đỡ thì không ai có thể tồn tại và phát triển, không có ơn Chúa thì chúng ta sẽ chẳng làm được sự gì tốt đẹp. Doan chương 15 câu 5 sự lầm lẫn khiến người biệt phái đã xa rời sự thật nền tảng này. Người được xót thương, giữ kiện người thu thuế không dám tiến gần chính điện, cũng không dám ngước mặt lên trời. Muốn khẳng định thái độ khiêm nhu, nhìn nhận sự bất xứng, bất toàn của anh, anh là còn đóng ngực thú nhận thân phận tội lộ của mình. Với thái độ khiêm nhu, người thu thuế đã sống trong sự thật, và sự thật đã giải thoát anh. Gioan chương 8 câu 32, anh ra về và được nên công chính, nghĩa là đã được Chúa xót thương. Có phải Thiên Chúa không thương xót người biệt phái chăng? Có thể trả lời cách không sợ sai lầm rằng Thiên Chúa xót thương hết thảy mọi người. Vì biệt phái không nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, chỉ vì ông ta không thấy mình cần được xót thương. Nước mưa từ trời tuôn đổ xuống nhưng cái nắp chai không được mở ra thì chai vẫn mãi rỗng không. Khi Kim Hạ nhìn nhận sự thật của mình, người thu thuế đã mở rộng tấm lòng và ông đã đón nhận được tình xót thương của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh khẳng định rằng Thiên Chúa nhậm lời kẻ nghèo hèn, khẩn xin. Thánh Vịnh chương 33 ba. Những tâm hồn tan nát khiêm cung là những người biết nhìn nhận sự thật. Chẳng phải họ có công trạng gì hơn người khác. Nhưng hoàn cảnh bi đát đau thương là một điều kiện thuận lợi để họ sống trong sự thật Đó là loài người tí cao cả nhưng lại mong manh và bất toàn Trái lại một khi chúng ta thành công hoặc đạt được những kết quả mặt này mặt kia Thì chúng ta dễ bị cấm dỗ sinh tự mãn, tự kiêu Người tự kiêu tự mãn không chỉ lên mặt có thường tha nhân Mà vô tình hay hữu ý còn bất cần cả Thiên Chúa Giúp nhau nhìn nhận sự thật Chúng ta là loài người được dẫn nên sự sống, các khả năng của chúng ta là do lãnh nhận và giúp nhau can đảm sống trong sự thật. Chúng ta vốn mẫn manh và bất toàn, chính là một phương thế tuyệt hảo đưa nhau ra khỏi tình cảnh kẻ đáng thương để trở thành người được xót thương. Nói như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đó là sống bác ái trong chân lý bằng việc nói lời sự thật trong tình thương thiết nghĩa đây là một phương thế truyền giáo đẹp lòng trước Kitô vì chúng ta giỏi theo chân người đấng đã từng khẳng định trước Tô rằng mình bỏ trời xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật và chỉ có sự thật mới giải thoát nhân loại chúng ta. Gioan chương 18 câu 37. Bài của linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa bàn mê thuộc